Chúng ta sẽ học bài 92 luyện tập, trang 6 và 7. Bài số 1, viết số đo thích hợp vào ô trống. Hình thang, người ta cho biết đáy lớn, đáy bé, chiều cao. Và ở đây người ta bắt tính diện tích. Vậy là có đầy đủ các dữ liệu rồi. Muốn tính diện tích, ta sẽ lấy đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao và chia cho 2. Vậy thì ở đây, các dữ liệu đầy đủ, vậy ta chỉ việc áp dụng công thức vào để tính thôi. Dòng thứ nhất này, ở đây thì đáy lớn là 15 cm, đáy bé là 10 cm, chiều cao là 12 cm. Ta sẽ có diện tích của nó sẽ bằng đáy lớn là 15 cộng đáy bé là 10 nhân chiều cao là 12 và chia cho 2. Ta sẽ tính 15 cộng 10 là 25. 25 nhân 12 chia 2. Ta sẽ tính ra 25 nhân 15. 55 25 với 5 nhớ 2. 52 là 10 thêm 2 là 12. 15 là 5, 12 là 2. 5. 2 cộng 5 là 7. 1 cộng 2 là 3. Vậy ta sẽ chia cho 2. Chia 2. 3 chia được 1. 1, 2 là 2, 3 trừ 2 được 1, hạ 7. 17 chia 2 được 8. 8, 2, 16, 17 trừ 16 được 1, hạ 5. 15 chia 2 được 7. 7, 2, 14, 15 trừ 14 được 1. Đánh dấu phẩy thêm 0 và chia tiếp. 10 chia 2 được 5. 5, 2 là 10, 10 trừ 10 bằng 0. Vậy nó sẽ bằng 187,5. Diện tích sẽ là cm². Dòng thứ hai, đo đáy lớn là 4/5 m, đáy bé là 1/2 m, chiều cao là 2/3 m. Vậy ta sẽ có diện tích hình thang sẽ bằng 4/5 cộng với lại 1/2 nhân với 2/3 và ta chia cho 2. Đấy. Ta sẽ tính 4/5 cộng 1/2. 3 sẽ quy đồng mẫu số. Phân số này ta nhân với tử mẫu với 2. 4 x 2 là 8. 5 x 2 là 10. Cộng phân số này nhân cả tử và mẫu với 5. 1 x 5 là 5. 2 x 5 là 10. Nhân 2/3 chia 2. Bằng. Ở đây là hai phân số cùng mẫu số. Ta giữ nguyên mẫu số là 10 cộng 2 tử số với nhau, 8 cộng 5 là 13. Ta nhân với 2/3 chia 2 bằng. Ta lấy 13/10 nhân với 2/3. 13, ta lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu, 13 nhân 2 sẽ bằng 26 phần. Dưới mẫu là 3 nhân 10, 10 nhân 3 là 30. Vậy ta chia cho 2. Chia cho 2 đây, ở dưới mẫu này chia cho 2, đúng không? Vậy chia cho 2 chính là nhân với 2, với 1/2. Nhân với 1/2. Sẽ bằng. Tử là 26 nhân 1 sẽ bằng 26. Dưới mẫu 30 nhân 2 sẽ bằng 60. Bằng 26/60. Mét vuông. Tiếp theo, chiều cao là 1/8 cộng với đáy lớn là 1/8 cộng với đáy bé là 1/3 nhân chiều cao là 0/6 chia cho 2 sẽ bằng 1/8 cộng 1/3. 8 cộng 3 là 11 với 1 nhớ 1.
1 cộng 1 là 2, thêm 1 là 3. Nhân với 0,6. Chia 2. Sáu một là 6, 63 18. 01 là 0, 03 là 0. 1,86, ta chia cho 2. Chia cho 2. 1 bé hơn 2, cho nên 1 chia 2 sẽ bằng 0. 0 x 2 bằng 0. 1 trừ 0 được 1. 8 được 18. 18 chia 2 được 9. 9 x 2 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0, hạ 6. 6 chia 2 được 3. 3 x 2 là 6, 6 trừ 6 bằng 0. Vậy nó bằng 0,93. Đây, xin mấy vua. Bài số 2. Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m. Đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu kg thóc trên thửa ruộng đó? Ở đây chúng ta sẽ lật ngược lại vấn đề. Vậy muốn tính được là có bao nhiêu kg thóc trên thửa ruộng đấy thì cần phải biết được là diện tích của cái thửa ruộng đó. Vậy thì trước tiên chúng ta phải tìm diện tích của nó. Sau đó ta cũng biết diện tích rồi thì ở đây ta có là 100m2 thì thu hoạch được 70,5kg thóc. Vậy thì từng đấy diện tích thì nó sẽ thu được bao nhiêu? Ta sẽ dựa vào cách giải bằng bài toán bằng tỷ số đấy để ta sẽ làm. Ở đây chúng ta sẽ tính diện tích của thửa ruộng này trước. Ta biết thửa ruộng này là thửa ruộng hình thang, vậy ta sẽ phải tính diện tích của nó bằng cách là áp dụng công thức tính diện tích hình thang. Bằng đáy lớn cộng đáy bé nhân chiều cao chia 2. Ở đây ta có đáy bé là 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m. Như vậy ở đây chưa biết đáy lớn là cụ thể là bao nhiêu, chỉ biết đáy lớn là hơn đáy bé là 8m. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm đáy lớn. Đáy bé hơn chiều cao 6m. Như vậy chiều cao cũng chưa biết, chỉ biết là chiều cao, đáy bé hơn chiều cao là 6m. Vậy thì dựa vào cái dữ liệu này ta sẽ tìm, trước tiên là tìm đáy lớn, sau đó tìm chiều cao. Có đáy bé rồi, có đáy lớn, có chiều cao rồi, ta sẽ tìm được diện tích. Trước tiên chúng ta sẽ tìm đáy lớn trước. Người ta cho biết đáy lớn hơn đáy bé là 8m. Như vậy thì đáy lớn sẽ bằng đáy bé cộng với 8. Đáy bé là 26m. Vậy đáy lớn sẽ bằng 26 cộng 8. Ta sẽ tìm đáy bé. Của thửa ruộng. Là đáy lớn. Đáy lớn của thửa ruộng là, đáy lớn sẽ bằng đáy bé là 26 cộng với lại 8 sẽ bằng 34m. Tiếp theo ta sẽ tìm chiều cao. Đáy bé hơn chiều cao 6m. Đáy bé hơn chiều cao có nghĩa là chiều cao kém đáy bé 6m. Vậy thì chiều cao sẽ bằng đáy bé trừ đi 6 sẽ bằng 20m. Bây giờ có đáy bé rồi, đáy lớn đây rồi, chiều cao rồi, ta sẽ tính diện tích của thửa ruộng này. Sẽ bằng đáy lớn là 34 cộng đáy bé là 26 nhân với chiều cao là 20 và ta chia cho 2 bằng 34 cộng 26 sẽ bằng 60. 60 nhân với 20 ta nhân nhẩm. 2 x 6 là 12 và thêm 2 số 0 đằng sau nữa bằng 1200. Ta chia cho 2. Ta lấy 12 chia 2 được 6. 6 2 12. 12 trừ 12 bằng 0. 2 số 0 nữa ta chia được 2 số 0 nữa. Vậy nó bằng 600. Đơn vị là mét vuông.
Bây giờ người ta cho biết là trung bình cứ mỗi 100m² thì thu hoạch được 70,5kg thóc. Bây giờ thì có 600m² thì sẽ thu hoạch được bao nhiêu? Ta xem là 600m² này nó sẽ gấp 100m² này là bao nhiêu lần. Thì số thóc thu được ở trên cái mảnh đất là 600m² này nó sẽ gấp từng đấy lần so với số thóc thu được ở cái mảnh đất là 100m² này. Ta sẽ có 600m² gấp 100m² số lần là 600 chia 100. 6 chia 1 bằng 6. 6 lần. Vậy thì số thóc thu được ở trên thửa ruộng này có diện tích là 600m² này sẽ là bao nhiêu? Sẽ bằng 70,5 này nhân với 6. Vì diện tích của nó gấp 6 lần thì số thóc của nó cũng phải gấp 6 lần lên. Vậy ta sẽ nhân với 6. Ta sẽ trả lời. Thu hoạch được số kg thóc trên thửa ruộng đó là 70,5 nhân với 6 lần lên bằng 6530 không nhớ 3. 60 là 0 thêm 3 là 3. 6742. Ta thấy đây có một số ở phần được phân, một chữ số phần được phân, người ta phải ở đây. Trong bóng 423 kg. Theo bài số 3. Một hình thang có diện tích là 20m², đài lớn là 55dm và đài bé là 45dm. Tính chiều cao của hình thang. Ý B. Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang. Biết rằng diện tích hình thang bằng 70m² và chiều cao bằng 2m. Như vậy ý A và ý B là hai cái giống như hai bài tách biệt nhau luôn, đúng không? Không có gì liên quan đến nhau cả. Bây giờ chúng ta sẽ làm từ ý 1. Trước tiên chúng ta sẽ làm ý A. Ý A là người ta cho hình thang là có diện tích là này, đáy lớn này, đáy bé này, tính chiều cao. Vậy từ cái diện công thức tính diện tích hình thang này ta sẽ suy ra tính chiều cao của hình thang. Ta có diện tích này bằng đáy lớn cộng đáy bé nhân chiều cao rồi chia cho 2. Bây giờ người ta yêu cầu ta tính chiều cao, đúng không? Tính chiều cao người ta phải suy ra chiều cao
Beta ca sẽ có là diện tích là chia 2, đúng không? Ta coi cả chỗ này chính là số bị chia. Còn 2 này là số chia. Đây, 2 đây, chia 2 như này nhá. 2 này chính là số chia. Thế đây là thương. Vậy thì cái số bị chia này sẽ bằng thương nhân số chia. Số chia đây là 2. Sẽ bằng lớn cộng với đáy bé nhân chiều cao. Bây giờ ta lại coi cả cái bên này là một tích. Đáy lớn cộng đáy bé này chính là một thừa số, chiều cao là một thừa số. Vậy ta có thừa số chiều cao là thừa số sẽ bằng tích chia thừa số kia. Bằng tích sẽ tính là bằng diện tích nhân 2 chia thừa số kia là lớn cộng đáy bé. Đấy. Vậy ta sẽ áp dụng công thức, ta sẽ tính. Vậy diện tích sẽ bằng, ở đây diện tích người ta cho là 20 m². Đáy lớn là 55 dm, đáy bé là 45 dm. Vậy ta thấy là ở đây, vì đáy lớn đáy bé là dm, cho nên là diện tích này chúng ta cũng phải đổi sang dm². Trước tiên sẽ đổi 20 m² sang dm². 1 m bằng 10 dm. Vậy thì 1 m bằng 10 dm. 1 m² sẽ bằng 100, gấp đôi lên, số 0 lên, 100 dm². Bây giờ từ dm², bây giờ 20 m², đổi sang dm² thì ta sẽ nhân với 100. Vậy nó sẽ bằng 20 và thêm 2 số 0 nữa, nhân 100 nó sẽ thêm 2 số 0, sẽ bằng 2000 dm². Vậy bây giờ chiều cao sẽ bằng diện tích là 2000 nhân 2 chia cho đáy lớn cộng đáy bé. Đáy lớn ở đây là 55, đáy bé là 45. Sẽ bằng 2000 nhân 2 sẽ bằng 4000. Chia 55 cộng 45 sẽ là 100. Chia cho 100 là bớt đi 2 chữ số 0, vậy sẽ còn là 40. Vậy chiều cao nó sẽ là 40, đơn vị là dm. Vậy ta sẽ làm IA. Thế nên ta đổi. Hai mươi mét vuông sẽ bằng 2000 dm², chiều cao của hình thang là, ta sẽ lấy 2000 nhân 2 chia cho 55 cộng 45 nó sẽ bằng 40 dm. Tôi đáp số luôn. Tiếp theo ta sẽ làm ý B. Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7 m² và chiều cao bằng 2 m. Trung bình cộng của hai đáy chính là đáy lớn cộng đáy nhỏ chia 2. Ta sẽ có diện tích của hình thang sẽ bằng đáy lớn cộng đáy bé. Đấy, nhân chiều cao chia 2. Vẫn cái diện tích, công thức diện tích này. Bây giờ người ta tính trung bình cộng của đáy lớn và đáy bé. Ta sẽ có
Bây giờ ta chia 2 ở đây. Ta chia 2 ở đây nhá. Chia 2. Ta diện tích. Diện tích. Ta lấy diện tích nhân với 2. Sẽ bằng. Giống như trên kia. Nhân chiều cao. Ở đây ta sẽ coi. Nhân chiều cao sau, được chưa? Đấy. Ta sẽ coi cái lấy lớn này bé chia 2 này. Nó sẽ là bằng là một thừa số. Chiều cao là một thừa số. Diện tích. Đây là chính là tích. Vậy muốn tìm thừa số này. Đây lớn cộng đây bé. Chia 2 này. Thì sẽ bằng diện tích. Chính là bằng tích chia cho thừa số kia. Thừa số kia là chiều cao. Vậy thì đáy lớn cộng đáy bé chia 2 nó chính là trung bình cộng của đáy lớn và đáy bé. Vậy nó sẽ bằng diện tích chia chiều cao. Ở đây diện tích người ta cho biết là bằng 7m² và chiều cao bằng 2. Vậy nó sẽ bằng 7 chia 2 nó sẽ bằng 3. 3 hay là 6. 7 chia 6 được 1. Đánh dấu phẩy thêm 0. 10 chia 2 được 5. 5 2 là 10, 10 trừ 10 bằng 0 bằng 3,5. Đơn vị là mét. Trả lời, trung bình cộng. Bài 4. Viết số tích hợp vào chỗ chấm. Cho hình chữ nhật ABCD có các kích thước như hình vẽ. Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là bao nhiêu cm vuông? Chúng ta thấy hình chữ nhật này nó chia làm 3 phần. Phần này chính là hình thang. Phần này cũng là hình thang và đây là hình tam giác. Vậy muốn biết diện tích của cái phần hình tam giác này thì ta sẽ lấy diện tích của hình chữ nhật này trừ đi diện tích của hai cái hình, trừ đi tổng diện tích của cái hai hình thang hai bên này thì nó sẽ ra. Bây giờ hình thang này gọi là hình thang 1, hình thang này gọi là hình thang 2, đúng không? Hình thang 1 này. Đây, đây là hình thang 2. Ta tính diện tích của hai hình này cộng với nhau, sau đó ta lấy diện tích của cả cái hình chữ nhật này trừ đi diện tích của hai cái hình này thì sẽ ra diện tích của nó có cái hình tam giác này. Vậy thì diện tích của hình thang 1 sẽ là, ta sẽ tính diện tích của hình thang 1.
ta thấy là tuyến tình thân một từ A đến đây. Đoạn AB này là 8. AB này là 8. Vậy thì cái đoạn này chính là bằng một nửa của nó là bằng 4. Đây là đáy lớn, đây là đáy bé. Ta có đáy lớn là 4, cộng đáy bé là 2. Đây là tính là chiều cao. Chiều cao là 4 chia 2 sẽ bằng 4 cộng 2 là 8. À, 4 cộng 2 là 6. 6 x 4 bằng 24. 24 chia 2 bằng 12 cm vuông. Diện tích hình thang B là hình thang 2. Đây cũng là 4. Ở đây là hình chữ nhật. ABC là hình chữ nhật cho nên là AD sẽ bằng BC, và chỗ này sẽ là 2 cm. Cạnh này BC là 2 cm. Vậy ta sẽ có đáy lớn là 4, đáy bé là 2, chiều cao là 4. Quên mất là 4, đây là 4. Chiều cao là 4. Cũng tương tự như bên này. Ta cũng lấy 4 cộng 2 nhân 4 chia 2. Và cũng bằng 12 cm². Vậy thì diện tích của hình chữ nhật đã. Ta tính diện tích của hình chữ nhật nhé. Chữ nhật có chiều dài là 8, chiều rộng là 4. Vậy ta lấy 8 x 4 bằng 32 cm². Vậy thì diện tích của cái phần tô đậm, đúng không? Diện tích của phần tô đậm chính là diện tích của cái hình tam giác ấy, sẽ bằng diện tích của hình chữ nhật là 32 trừ đi diện tích của hai cái hình thang kia. Tổng diện tích của hai hình thang kia là 12 cộng 12 sẽ bằng 12 cộng 12 sẽ là 20, 24. Vậy 32 trừ 24. 12 trừ 4 được 8, nhân vào đây là 3 bằng 8. Đúng không? Xăng tỷ mét vuông. Vậy ta sẽ điền vào đây là 8 cm².